rất là phổ biến trong Samyutta Nikaya, trong Tương Ưng Bộ Kinh. Như chúng ta đã biết rằng và chúng ta sẽ chờ khoảng 4 phút nữa. 4 phút nữa thì ngài xe đó sẽ lên lớp và chúng ta bắt đầu giảng pháp cho chúng ta. Và hôm nay sẽ là buổi pháp cuối cùng trong chuỗi bài giảng về vi diệu pháp thực tiễn do ngài xe đó Ukovida giảng. Và đến cuối lớp thì chúng ta xin ở lại và chúng ta đảnh lễ và xin sám hối với ngài xe đó Ukovida. Tuba klapas arises, this aqua kamisa klapas, kama produce intelligence. Ignorance, which is the cause, the kama produce intelligence are the effect. Then, dana, attachment to the life as a girl, lovely girl. Because of this dana, this kamisa rupa arises. Upadana, clinging to the life as a girl, these kamsa rupas arise. These are upadana, clinging is the cause, the three kamsa klapas are the effect. These are called definements. Then this definement was cause, action, sankara, the offer, rise, covered with jasmine flowers. This sankara is the cause. The three kamasha, kama brujus, kalapas are the effect. In her near death moment, this sankara appeared as kama potentiality, kama forms, it produces this life. Kama is the cause, the three kamasha rupas are the effect. So altogether, there are five causes to produce Rivalikin's consciousness, also Kama Brochu Materialities. In the pre-standing mind moments, there are also mental aggregates. In the mental aggregates, if we summarize, there will be only four aggregates. It will be different in numbers. Okay. Here we have Vedana, feeling aggregates, Sanya, perception aggregates, Sankara. So sankhara will be from Chirana and many other mental fetters in sankhara, Navanyana, consciousness. So these are four mental aggregates. So Kaya, Bhava, Haraya, these three are material aggregates. Virana, Sanya, Sankara, Vinyana are mental aggregates. These mental aggregates are also produced by five past causes. So she was born as a lovely girl in this Buddha dispensation in Savatthi, as a daughter of King Vasenadi. Và bây giờ ngày xe đó, ngày xe đó Ukovida đã lên lớp. Hello. Và xin chào ngày xe đó. Hello, my name is Seattle. Can Seattle hear me?
Người Sê Đô có thể nghe được không? Người có thể nghe được rồi. Yeah, Sê Đô, may I have Sê Đô permissions Và to xin phép interpret Sê for Đô Sê Đô để in Hong Kong? con dịch buổi pháp ngày hôm nay. Sa Sê đủ, Đô, Sê sa Đô. đủ, sa đủ. Sê Đô, are you ready to start now? Okay, Và người let me Sê Đô start. đã sẵn sàng rồi. Okay. Pandavi Sa Đô Và xin Bante đảnh lễ Sa Sê Lê Đôn Brother và and các Sister. sư tôn Đức Tăng và Welcome tất to cả the xà lê Lesson và chào đón tất Chi cả mọi người Tam tới. Yatta. I am Tom, I'm the meeting Thời Pháp, co-host who chủ will đề be là helping Múc Sa Chin, Đô and everyone in Tu today's Kham Tài Yata. session. Sa Đô, we are now ready for your Và teachings. hôm nay May chúng ta đã we sẵn invite sàng Sa Đô để to start the teaching, nghe please. giảng và xin Sa thỉnh Đô, thầy Sa Đô, giảng. Sa Đô. Sa đu, sa đu, sa đu. We will Và pay chúng ta sẽ homage đảnh lễ to the Buddha tới Đức Phật by bằng cái tụng reciting Nam Namo Mô Tát Tassa Sa three ba times. lần. Nam Namo Mô Tát Sa Tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Sambuddhassa. Nam Namo Mô Tát Sa Tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Sambuddhassa. Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chủ đề tiếp theo. Mucitu Kamanyata. Đó là một tuệ Vipassana. Là tuệ Vipassana cao mà chúng ta cần phải biết. Như chúng ta đã giải thích trong thể pháp lần trước, chúng ta đã biết rằng quá trình diệt trở nên rõ ràng, thì ba tuệ khác sẽ sanh khởi một cách tự nhiên. Và như chúng ta cũng đã nói, ở đó không có giải thích tại sao là thực hành như thế nào, và tương tự như vậy, Mucci Kamanyata. Và không có giải thích là thế nào một cách thực hành một cách rõ ràng. Và chúng ta cũng cần phải biết thế nào là Mucitu Kamanyata. Nghĩa rằng là chúng ta có mong muốn để giải thoát, là chúng ta có mong muốn giải thoát, đó gọi là Mucitu Kamanyata. Thế mong muốn giải thoát là như thế nào? Điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta bắt đầu thực hành để có được những cái tuệ cao hơn nữa, thì chúng ta cũng cần phải biết tất cả Namarupa, tất cả những cái danh sắc một cách rõ ràng, cái quá trình diệt của nó sanh diệt, và cuối cùng chúng ta chỉ biết cái quá trình diệt thôi, một cách rõ ràng. Và tâm của chúng ta không có hướng tới nó nữa, không có thích nó, thú nó nữa, không thích thú cái sự diệt mà liên tục như vậy. Và tâm của chúng ta sẽ hướng tới cái sự giải thoát, nghĩa là chúng ta mong muốn thoát khỏi tất cả những cái quá trình diệt như vậy, cái sự diệt như vậy. Và đấy, chúng ta có cái sự giải thích đặc biệt với một cái ví dụ về cái người đánh cá. Và như chúng ta cũng biết rằng người đánh cá thì phải đi đánh cá, người ngư dân phải đi đánh cá, như là ở hồ hay là ở sông, hay là bất kỳ cái nơi nào. Và khi mà vì đó đi đánh cá, đi bắt cá, thì phải dùng rất nhiều công cụ khác nhau, những cái vật dụng khác nhau để đánh cá, bắt cá. Vì có thể dùng cái móc hay là bất kỳ những cái gì khác nữa để bắt cá, hay là dùng những cái lồng để bắt cá. Và như vậy, vì nó làm cái bẫy để đánh cá, và sau đó vì đã sẽ nắm nó, và vị đã bắt được con rắn và nắm con rắn bằng cái tay của vị đó, và vị đó sẽ nắm bắt con rắn bằng cách là bắt nắm cái cổ của con rắn. Vì đó không biết đó là con rắn, bởi vì một số những con cá nó giống con rắn, ví dụ như con lươn chẳng hạn. Con lươn thì nó rất tương tự, nó rất là giống với con rắn. Vì đó không biết rằng đó là con rắn, vì đó nghĩ đó là con cá.
Nhưng mà từ từ thì vị đó sẽ nắm nó, nắm lấy, giữ đó, và vị đó sẽ rút, như là sẽ nhấc con rắn ra khỏi nước, và vị đó biết rằng ồ, đó là con rắn, và tương tự như vậy. Và chúng ta cũng có thể nhìn nhận ra con rắn đó là con rắn độc hay là không độc. Nếu mà con cá mà giống như là con lươn thì sẽ không có cái dấu hiệu. Và nhìn nếu là con rắn thì sẽ có cái dấu hiệu cái vành, cái vòng đen ở cổ. Thì có thể là có 2 hoặc 3 cái vòng ở cổ con rắn, đó là cái dấu hiệu nhận biết. Và khi mà thấy dấu hiệu ở cổ đó, chúng ta biết đó là con rắn và biết nó là con rắn độc. Nhưng vì đó đã nắm giữ con rắn, bắt con rắn rồi. Đã nắm vào cổ con rắn rồi. Và nữa, vì đó sẽ cảm thấy sợ hãi và vì đó sẽ ném con rắn đi. Và sau khi ném con rắn đi, thì vị đó sẽ thấy được cái sự an toàn. Và con rắn sẽ ở, nó có thể ở dòng sông, hay là dòng sông có nhiều con rắn khác nữa ở trong nước, thì có nhiều con rắn khác, nó có thể quay trở lại và vị đó sẽ đi đến cái nơi an toàn. Và đó là cái ví dụ. Và tương tự như vậy, trong cái đời sống của chúng ta, trong cái vòng luân hồi samsara, chúng ta có sự dính mắc vào cái vòng luân hồi, dính mắc vào cái đời sống trong vòng luân hồi. Và bây giờ chúng ta cũng dính mắc vào cái đời sống của chúng ta. Chúng ta không muốn chết, chúng ta không muốn khổ, không muốn khổ từ bất kỳ cái thứ gì. Chúng ta không muốn cái thân này là chết. Và chính vì vậy, chúng ta cũng biết rằng chúng ta dính mắc vào cái đời sống của chính mình ngay kiếp này hay là trong cái vòng luân hồi samsara. Đó là tương tự như là chúng ta nắm bắt con rắn mà nắm giữ cái cổ của nó. Và điều đó nghĩa rằng như chúng ta đã nắm con rắn rồi và cổ của nó rồi, chúng ta có cái đời sống. Và tiếp theo, chúng ta không biết đó là con rắn độc. Nếu mà chúng ta không biết đó là con rắn độc, đó là con rắn, thì chúng ta sẽ không sợ nó. Và điều đó nghĩa là gì? Khi mà biết đó là con rắn, nghĩa là đời sống của chúng ta, cuộc sống của chúng ta đây là những cái thứ thuốc độc, đó là phiền não. Chúng ta có phiền não, những cái làm bất thiện của chúng ta tạo nên cái kiếp sống mới. Và chúng ta phải dành rất nhiều thời gian cho tất cả những cái thứ đó. Và cái tiếp theo nữa, khi mà chúng ta biết đó là con rắn, chúng ta quan sát danh pháp chân đế, đó là vô thường, khổ, vô ngã, anicca, dukkha, anatta. Tới khi mà chúng ta chứng được cái tuệ diệt, và đó có rất là nhiều những cái tuệ khác nhau. Và ngay khi ban đầu, chúng ta phải bắt đầu phải phân biệt là danh chân đế, sắc chân đế. Và khi mà chúng ta có thể quán một cách tốt đẹp rồi, bên trong, bên ngoài, thì chúng ta phải tiếp tục tới phân biệt cái nhân của nó. Chúng ta cần phải biết tại sao tất cả những thứ này, danh và sắc này, sanh khởi. Và sau khi biết được điều này, thì chúng ta phải bắt đầu quán xét những cái danh sắc chân đế và cái những cái nhân của nó là anicca, vô thường, dukkha, khổ, và anatta là vô ngã. Và có rất là nhiều cách khác nhau để quán, như thầy, như Sero đã giảng từ trước. Chúng ta bắt đầu phân biệt danh sắc, phương pháp danh phân biệt danh sắc, phương pháp năm muộn, phương pháp 12 xứ và phương pháp 18 giới. Và chúng ta cũng nói có rất là nhiều cách khác nhau để những nhiều phương pháp quán khác nhau, 10 cách là quán vô thường,
và 25 cách quán khổ và có 5 cách quán vô ngã và vân vân. Khi mà chúng ta làm tất cả những thứ này, chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta thấy được, nhận ra rằng là chúng ta nắm giữ con rắn. Và từ từ, những cái tuệ Vipassana trở nên chín muồi, trở nên tốt hơn và tốt hơn nữa. Tí, chúng ta sẽ phân biệt danh sắc và những cái nhân của nó, đó là vô thường, khổ, vô ngã, anicca, dukkha, anatta theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, trong tuệ sanh diệt, thì sẽ có 25 cách quán sự sanh, 25 cách quán sự diệt, tổng cộng là 50 cách quán khác nhau. Và sau khi mà phân biệt theo tất cả những cách này, thì chúng ta cũng phải tiến hành tới chỉ phân biệt cái quá trình diệt mà thôi. Và tới lúc đó, chúng ta có thể biết được đó là con rắn. Và đó là có dấu hiệu để nhận biết con rắn ở cổ của nó. Ba cái vòng ở cổ đây là gì? Nghĩa là chúng ta biết được đó là vô thường, anicca, dukkha, khổ, và anatta, đó là vô ngã. Là ba cái vòng ở cổ con rắn là cái dấu hiệu nhận biết. Đó là cái dấu hiệu của những con rắn độc. Trước khi mà chúng ta quán danh sắc là vô thường, khổ, vô ngã, chúng ta không biết nó là cái con rắn độc. Và sau khi phân biệt thì tuệ Vipassana trở nên chín muồi, chúng ta trở nên biết rằng đó là con rắn độc. Và sau đó, khi mà chúng ta có thể biết một cách rõ ràng, thì cái tiếp theo nữa, đó là tuệ kinh hãi, chúng ta sợ hãi và chúng ta ném nó đi. Thực ra, ném nó đi nghĩa rằng chúng ta muốn thoát khỏi cái sự khổ đau này. Tương tự như là tuệ sái, đó là cái tuệ. Chúng ta sợ, chúng ta muốn xả bỏ, mong muốn được giải thoát. Là mục trị, kamanyata, chúng ta muốn xả bỏ. Như là cái sự diệt trong những cái sát na như vậy. Và đó là cái tuệ cao hơn. Và như Thầy, như Sedo đã giải thích trong bài pháp này, nó không có nói, ấy không có nói một phương pháp chi tiết hay là cái tuệ mong muốn giải thoát ở đây, nhưng là không nói chi tiết về cái cách thực hành, không có nói về thực hành như thế nào, và nó xuất hiện một cách tự nhiên. Chúng ta chỉ cần làm những cái gì chúng ta cần làm thôi. Như là chúng ta giữ quán vô thường, khổ, vô ngã. Chúng ta giữ sự thực hành Vipassana. Đó là cái bước tiếp theo. Khi mà chúng ta biết con rắn rồi, biết con rắn đó là rắn rồi, thì chúng ta sợ nó và chúng ta ném nó đi. Thì đó là tuệ muốn giải thoát. Và chúng ta muốn tới cái nơi an toàn. Nghĩa là chúng ta có được những cái tuệ cao. Ở những cái tuệ cao là những chúng ta cần phải làm những cái gì tiếp theo nữa. Chúng ta phải làm gì tiếp theo. Và cho những cái tuệ cao hơn nữa, chúng ta có một số những phương pháp đặc biệt để tiến hành thực hành. Và những tuệ này gọi là Patisankhayana, như là tuệ về quán tưởng. Và đến cái giai đoạn này thì có nói rất là nhiều cách khác nhau để quán xét là vô thường. Và ngay cái lúc ban đầu của những tuệ Vipassana chỉ có nói về 10 cách khác nhau để quán là anicca, vô thường. Nhưng mà đây trong tuệ Patisankhayana, tuệ quán tưởng ở đây, là nói 12 cách khác nhau để quán tưởng. Là vô thường, là tuệ suy tư, đó, tuệ quán tưởng, hay là gọi là trạch sát tuệ. Nhưng ở đây thì Sedo sẽ dạy chúng ta 3 phương pháp. Đó là Anicca, Tikkato,
là không tiếp diễn. Sera nghĩ rằng câu này, từ này thì rất là đơn giản, chúng ta có thể hiểu được nghĩa là gì rồi, phải không? Như chúng ta đều biết rằng, và ngay cái lúc ban đầu của sự thực hành Vipassana, thì nó không có vượt qua cái quá trình diệt. Đúng không? Nó là sanh, diệt, sanh, diệt. Và từ từ, nó chỉ có đến cái giai đoạn diệt mà thôi. Nó không có vượt qua được cái giai đoạn gọi là chỉ có diệt thôi. Nghĩa rằng, nó không thể sanh liên tục được. Diệt, 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 diệt. Mọi lúc. Đó là cái đầu tiên mà chúng ta cần phải hiểu. Đó là không tiếp diễn. Và hầu hết chúng ta nghĩ rằng cái thân này là nó liên tục, liên tục. Bởi vì chúng ta có thể thấy cái thân mà thân có khối thân như vậy, chúng ta không thấy được cái hạt nhỏ. Chúng ta không biết được cái thân này là cấu tạo bởi những cái hạt nhỏ, những cái tổng hợp sắc. Khi mà chúng ta biết được cái thân này cấu tạo bởi những cái tổng hợp sắc nhỏ, chúng ta có cái tưởng khác, có sự hiểu khác. Chúng ta có sự hiểu khác nhau khác về cái thân này. Và như vậy, và bây giờ nếu mà chúng ta biết là nó không có sanh liên tục, không có sanh khởi liên tục, nó chỉ sanh, diệt, sanh, diệt. Một cách liên tục, sanh, diệt, liên tục như vậy. Thì chính vì thế, chúng ta gọi là không tiếp diễn, hay là không liên tục, hay là gọi là anicca, là vô thường. Và nữa, và tiếp theo, tavakkhalikato, nó là tạm thời, nó chỉ là tạm thời thôi. Và như vậy, chúng ta đã biết rằng thì tất cả danh và sắc sanh diệt một cách liên tục. Một cái búng ngón tay, cả triệu những cái sanh tâm sanh và diệt, sanh và diệt. Và đó, điều đó nghĩa rằng nó rất là nhanh. Như chúng ta thấy là nó rất là tạm thời, chứ không phải là nó sanh là tạm thời thôi, sanh rồi nó diệt, sanh rồi nó diệt, chứ nó không phải là sanh mãi. Và cái tiếp theo nữa, upada vaya parichenato, nghĩa là giới hạn bởi cái sự sanh và diệt. Và chúng ta có cái thân này, nghĩa là chúng ta có thời gian rất là giới hạn thôi, nó sanh rồi nó diệt. Trong cái thời gian khoảnh khắc rất là ngắn, chúng ta có cái thân này thôi. Và khi mà chúng ta biết tất cả những thứ này, chúng ta có thể hiểu được rằng đó là vô thường, anicca. Và có nhiều cách khác nhau, giải thích khác nhau là vô thường, anicca nữa. Nhưng mà nó sẽ rất là dài cho những người học giả. Nên là Sero đã bỏ qua đoạn này. Và còn dukkha thì sao? Và trong thời pháp trước, là nghĩa là ngay cái lúc ban đầu của những tuệ Vipassana, thì Sero đã dạy về 25 cách khác nhau để quán là khổ dukkha. Và đây trong cái tuệ Parisankhanyana, tuệ quán tưởng, hay là tuệ suy tư, hay gọi là trạch sa tuệ, thì nói 27 cách khác nhau của sự quán tưởng. Rất là nhiều cái tuệ, nó tương tự như là 25. Và đấy, một cái thay thế và một cái thêm vô nữa. Thì ở đó, tức là nó sự liên tục đè nặng là như thế nào? Làm ảnh hưởng chúng ta, nó đè nặng chúng ta. Đó là apilanato, như là chúng ta không thể cắt bỏ. Như là chúng ta đang đi bắt cái gì đó, thì nó biến mất. Bắt cái gì đó, nó sẽ biến mất. Thì như vậy. Chính vì thế, nó liên tục, nó đè nặng chúng ta, làm khổ chúng ta, làm ảnh hưởng chúng ta. Thì đó là ý nghĩa của cái khổ, dukkha. Và khi mà chúng ta bị ảnh hưởng, làm
bị đè nặng bởi những cái sự diệt bởi mỗi sanh, thì cái này trở nên rất là rõ ràng. Đó là dukkha, đó là khổ. Và cái tiếp theo nữa, dukkhamato, khó chịu đựng nổi, khó mà chịu đựng được, khó kham nhẫn được. Điều đó nghĩa rằng nó rất 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 là khó để chúng ta có thể kham nhẫn, để chúng ta có thể chịu đựng, bởi vì nó quá nhiều cái sự quấy rối nó xuất hiện trong tâm của mình. Và bây giờ chúng ta không nghĩ rằng cái thân này làm ảnh hưởng chúng ta, quấy rối chúng ta. Tại vì chúng ta chưa biết được những cái tổng hợp sắc, cái sự sanh, diệt và vân vân. Chính vì vậy, chúng ta không biết, không có cảm nhận được điều này. Khi mà chúng ta biết trở nên rõ ràng hơn, thấy rõ ràng hơn, chúng ta sẽ có cái cảm thọ này, cảm nhận này. Nó khó để chịu đựng, khó mà kham nhẫn nổi. Và tiếp theo, cái cuối cùng, Dukkhavatuto là căn bản của cái khổ. Tất cả cái khổ sanh và diệt trong cái thân này đều sanh lên trong cái thân này. Chúng ta có danh, chúng ta có khổ về tâm, và chúng ta có sắc, thì chúng ta cũng có khổ về thân. Đó, cái thân này là cái cơ bản, căn bản của cái khổ. Và khi mà chúng ta biết cái thân này là tạo nên bởi các tổng hợp sắc, sanh diệt trong từng sát na, nó trở nên rõ ràng hơn, thì đó là cái cơ bản, căn bản của cái khổ. Và đó là sự giải thích, đó là khổ, dukkha. Và có rất là nhiều cách khác nhau nữa. Và ở đây sẽ đo chỉ nói về ba. Và sẽ có 24 cách quán khác nhau. Và có những sự giải thích khác nhau về dukkha, về khổ. Và ở đây Sê-đo chỉ có nói về ba loại anicca, ba loại vô thường. Và chúng ta có thể tìm thấy nhiều cách khác nhau để chúng ta quán vô thường. Có thể chúng ta có thể có tới 9 cái định nghĩa khác nhau về anicca, vô thường. Và chúng ta cần phải quán xét tất cả những cách khác nhau, những phương pháp khác nhau để chúng ta, tuệ Vipassana của chúng ta trở nên mạnh hơn nữa, sâu hơn nữa. Và nữa, anatta thì sao? Và đây có nói asamikato, như là không có thượng đế, không có đấng thượng đế nào. Và chúng ta cũng cần phải biết rằng cái thân này nó không thuộc về chúng ta. Nó không phải là cái của cải của chúng ta. Nó sanh và nó diệt, sanh và diệt. Khi mà chúng ta biết, tí tuệ Vipassana của chúng ta trở nên chín muồi. Và cái tiếp theo, như là Anisanato là không có nơi quy y. Nhưng chúng ta không thể nào mà quy cái thân này được, nương tựa vào cái thân này được. Và chúng ta có thể nói theo một cái cách khác, nó không có dưới cái sự kiểm soát của chúng ta. Đó cũng gọi là Anisanato. Chúng ta không kiểm soát cái thân này được. Chúng ta không thể kiểm soát cái sự sanh diệt. Chúng ta không thể kiểm soát cái nhân của nó. Và tất cả nó bên ngoài cái tầm kiểm soát của chúng ta. Như vậy gọi là Anisanato. Anisanato. Và cái tiếp theo nữa, nghĩa là nó không theo mong muốn của bản thân. Nghĩa là cái thân này sẽ không đi theo cái mong muốn của mình. Mặc dù là chúng ta mong cái thân này khỏe mạnh, chúng ta vẫn cứ bệnh. Mà mặc dù chúng ta mong muốn cái thân này được vui vẻ, chúng ta vẫn khổ. Mặc dù là chúng ta mong muốn cái thân này sống lâu, nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải chết. Mặc dù chúng ta mong cái thân này đẹp, nhưng mà chúng ta trở nên già đi, chúng ta trở nên xấu xí đi một cách tự nhiên. Mặc dù chúng ta mong cái thân này lúc nào cũng trẻ đẹp, nhưng mà cái thân này trở nên già đi và già đi. Và đó là cái thân này nó không theo cái mong muốn của chúng ta. Thì chính vì thế chúng ta gọi là avasavadito. Đó là sự quán xét của anatta, vô ngã. Thực ra đấy là bốn
cái cách quán khác nhau nữa. Nhưng ở đây Sero chỉ nói về ba thôi. Và không chỉ thế, khi mà chúng ta nói về dukkha, về khổ, chúng ta cũng cần phải biết asubha là bất tịnh hay là nhơm gớm. Thì như vậy, điều đó nghĩa là gì? Asubha ở đây nghĩa là gì? Và ở ngay lúc ban đầu, khi mà cái tuệ vipassana, lúc sơ khởi, chúng ta cũng kinh nghiệm. Chúng ta đang sống, nhưng mà chúng ta thấy còn có xác sống. Và chúng ta cũng khi mà chúng ta hay là cái xác chết, chúng ta thấy cái xác chết ấy, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể thực hành asubha. Chúng ta có thể thực hành vô thường, khổ, vô ngã. Và không chỉ vậy, khi mà thấy cái xác sống chẳng hạn, bằng cách phân biệt 32 thân phần và vân vân, chúng ta cũng có thể phân biệt là asubha bất tịnh. Chúng ta cũng có thể thực hành asubha bất tịnh. Và như Sedo đã giảng, và Sedo đã giải thích, chúng ta có thể chú tâm trên cả hai, nam và nữ trong Vipassana. Khi mà chúng ta thực hành về Samatha thiền định, thì chúng ta chỉ chọn cái đối tượng là cùng giới với chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành thiền Vipassana, chúng ta có thể thực hành thấy bất kỳ cái xác nào. Và lúc đó, sau khi mà thấy cái xác đó, chúng ta phải phân biệt danh sắc Namarupa và những cái nhân của nó. Và chúng ta cũng phải quán nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, anicca, dukkha, anatta và asubha, và bất tịnh. Và nhưng mà ở đây, chỉ có nói là bảy cách, bảy cái định nghĩa khác nhau về asubha, về bất tịnh. Đó là achanyato, nghĩa là chống lại, nghĩa là cái sự chống lại. Điều đó nghĩa rằng cái thân này là không khả ý, không khả ái. Và chính vì thế, nó là achanya, nó chống lại. Chúng ta phải hiểu như vậy. Và cái tiếp nữa, dukkanda là hôi hám, nó rất là hôi ám. Cái thân này cũng có những cái mùi hôi. Thì chính vì thế chúng ta phải tắm rửa. Và đối với cư sĩ, chúng ta phải xịt nước hoa, dùng nước hoa, những cái mùi thơm cho cái thân. Và đối với người xuất gia thì chúng ta không dùng được, không được phép dùng. Nghĩa là chúng ta có cái thân bình thường này, thân tự nhiên thế này. Và tiếp theo nữa, nếu mà chúng ta sống ở cái nơi bẩn, hay là nếu chúng ta làm việc nhiều, chúng ta rất nhiều mồ hôi, chúng ta làm việc cực nhọc, có nhiều mồ hôi, thì cái mùi trở nên rất là hôi hám. Và như vậy, cái điểm chính ở đây, đó là cái mùi hôi hám, thì đó gọi là asubha. Và cái tiếp theo nữa, chegucchato, đó là sự ghê tởm. Cái thân này là đầy rẫy những cái thứ ghê tởm mọi nơi, mọi chỗ, từ đầu tới chân. Và nếu mà chúng ta xoa cái chân, cái thân này bằng tay chúng ta đó, chúng ta thấy rằng rất là nhiều cái đất, rất là nhiều cái bẩn. Và chúng ta phải rửa sạch, làm sạch thân hàng ngày, mỗi ngày. Và sau khi mà ăn xong, chúng ta cũng phải đánh răng, chúng ta hay là chúng ta uống nước ép cũng vậy, chúng ta cũng phải rửa súc miệng. Nhưng mà chúng ta phải rửa sạch sẽ cái thân này theo nhiều cách khác nhau, súc miệng, rửa mặt, rồi giặt y áo, giặt y phục, quần áo, thì đó gọi là cái sự ghê tởm. Và cái tiếp theo nữa, particulato, đó là bất tịnh. Particulato, điều đó nghĩa rằng nó ngược lại, nó trái lại với những cái thứ mà thích thú, hay là những thứ, nghĩa là nó ngược lại với những cái thứ khả ái, những thứ đẹp. Nó tương tự như gọi là cái sự ghê tởm, thì đây là bất tịnh. Nghĩa là nó ngược lại với cái khả ý, khả ái, thì những cái thứ phi khả ý, phi khả ái, bất tịnh. Nó cũng nằm ngoài cái khả năng của chúng ta mong muốn hay không mong muốn, chúng ta vẫn phải chấp nhận nó.
Và cái tiếp theo nữa, Amandana Rahato là không bị ảnh hưởng bởi sự cải trang. Thực ra là đấy, là thực ra là Sero đã copy từ trong Thanh Tịnh Đạo. Nhưng mà nghĩa thực tế của Amandara nghĩa là mặc dù chúng ta trang trí cái thân này đi, nó cũng không thay đổi cái bản chất tự nhiên của nó. Chúng ta có thể che đậy với những cái mùi hương tốt, những cái nước hoa tốt. Nhưng một ngày nào đó, ngày hôm sau, thì chưa chắc. Mặc dù chúng ta là tìm nhiều cách nhau, cách khác nhau để che đi cái mùi hôi hay những cái thứ bẩn trong cái dơ giấy trong thân này, nhưng mà chúng ta không thể che đậy được lâu dài, nó sẽ xuất hiện trở lại một cách tự nhiên theo cái bản chất tự nhiên của nó. Và nó sẽ thể hiện cái bản chất tự nhiên của nó. Chính vì vậy thì đó gọi là Amantara Hara. Và cái tiếp theo nữa, Virupa là gớm guốc. Điều đó nghĩa rằng Asundara ở tiếng Pali, chúng ta có nghĩa Asundara ở đây cũng có nghĩa rằng không tốt hay là xấu. Và cái thân này, Virupa cũng có thể dịch là cái sự thay đổi rất là nhiều. Và cuối cùng là chúng ta có Vivacca, Vivacato là khó ưa. Thực ra Vivacca ở đây, chúng ta có thể nói là chúng ta phải ném nó đi. Thế nhiều thứ trong thân này chúng ta phải từ bỏ nó, phải quăng nó đi. Có những nghĩa là nhiều thứ chúng ta phải loại bỏ khỏi cái thân này. Nếu mà chúng ta chết tí, cái thân này sẽ phải nằm ở nghĩa địa, phải ném cái thân này đi. Điều đó nghĩa rằng Vivacchato, người khi mà chúng ta chúng ta nghĩ sống thì cái thân này có giá trị, nhưng mà khi chúng ta chết rồi thì cái thân này chẳng còn giá trị gì nữa. Thầy nghĩ rằng thầy Sedo có nhớ có một vị pháp sư người Miến Điện có nói về cái xác chết. Nếu mà con heo mà chết, con lợn mà chết, thì người ta có thể bán được thịt ở chợ. Người ta sẽ mua cái thịt heo. Nhưng mà nếu mà con dê hay là con cừu mà chết, thì người ta có thể bán được cái thịt đó ở chợ. Người ta sẽ mua nó, mua cái thịt đó. Nhưng mà nếu một người mà chết, mặc dù chúng ta nói là chúng ta sẽ bán cái thân này, bán cái xác này, cũng sẽ không có ai mua cả. Không có ai nghĩ rằng là cái điều mà đây là cái điều tốt đẹp, những thứ quý giá. Người ta nghĩ rằng ăn thịt đó là có thể là quý, là cái thứ hảo hạng. Người ta nghĩ như vậy, đúng không? Nếu là ăn thịt đó, họ thích ăn thịt, họ có thể ăn thịt, họ có thể mua thịt ở chợ. Nhưng mà người, cái xác chết thì nó là phi khả ý, phi khả ái. Nghĩa rằng cái xác chết của con gà, của con dê, của con cừu, của con bò, của con trâu hay bất kỳ con vật nào thì nó có thể có giá trị đó. Nhưng mà cái xác người ấy, người chết thì chẳng có giá trị gì cả. Đó gọi là asupa, là bất tịnh. Và đây có nói là bảy cách quán khác nhau, bảy cách quán asupa khác nhau. Đó là parisanghayana, đó là tuệ suy tư hay là tuệ quán chiếu hay tuệ quán tưởng. Tí nếu mà chúng ta có thể làm được điều này một cách tốt đẹp, thì chúng ta cũng sẽ có cái bước tiếp theo nữa để chúng ta tiếp tục cái sự thực hành của mình. Đó là phần cuối cùng của những cái tuệ vipassana, đó gọi là sankharupika jnana. Đó là hành xả trí, hay là tuệ hành xả. Sedo nghĩ rằng tất cả mọi thì hành giả đều, chúng ta đều biết cái tên này, tại vì nó rất là phổ biến, đúng không? Và đến giai đoạn này, thì chúng ta phải học rất là nhiều thứ khác nhau về Sunyata, về cái tánh không. Sedo nghĩ rằng rất là nhiều người đã biết từ Pali này rồi, là từ Sunyata, hay là từ tánh không, hay là không tánh.
sunyata là cái sự trống rỗng. Hầu hết người ta dịch là như vậy. Tại sao mà chúng ta phải nói về sunyata nhiều như vậy? Bởi vì đến cuối cùng của tuệ Vipassana sẽ chỉ có nói rất là nhiều cách khác nhau để chúng ta thấy được cái sự sunyata, cái tánh không. Bất kỳ khi nào chúng ta nói về sunyata thì chúng ta cũng cần phải biết. Chúng ta cũng cần phải biết cái ngược lại của nó là natta, atta. Và chúng ta thấy nhiều cách quán khác nhau vào trong tuệ này. Và ngay cái lúc ban đầu thì chỉ có hai atta là tự ngã hay là linh hồn. Và attaniya là nó thuộc về cái tự ngã, chỉ có hai thôi. Và chúng ta phải biết rằng đó là không có cái gì thường hằng, vĩnh cửu, không có cái tự ngã. Và không chỉ như vậy, chúng ta cũng cần phải biết đó là không có cái thân nào nó thuộc về cái tự ngã hay là thuộc về cái linh hồn. Nó chỉ cần nói về một cách đơn giản như vậy. Và chúng ta cũng cần phải biết theo cái cách khác nữa. Thì tất cả các hành là vô ngã. Và chúng ta cũng có thể hiểu được rằng thì tất cả các hành là không có thuộc về cái tự ngã nào cả. Thì chính vì thế gọi là sunyata. Nghĩa là cái sự trống rỗng, cái tánh không. Và nữa, và thực tế thì có rất là nhiều cách khác nhau để quán là sunyata, không tánh. Và có rất là nhiều cách quán các uẩn, và hầu hết là quán năm uẩn là không tánh. Nếu mà chúng ta nói về năm uẩn, chúng ta có thể hiểu được 12 xứ, 18 giới. Và tạm thời chúng ta không nghe được tiếng của ngài xe đó. Có thể là bên ngài xe đo mạng bị rớt mạng nên chúng ta xin hoan hỉ chờ một lát. Chúng ta chờ một lát để ngài xe đo sẽ quay trở lại. Bây giờ ngài xe đo đã quay trở lại được rồi. Và ngài tiếp tục sẽ dạy chúng ta. Và như vậy, ở đây có nói rất là nhiều cách khác nhau để quán xét, như là 6 cách để quán, 8 cách để quán, và 10 cách để quán. Và nữa, sẽ có 12 cách, và cuối cùng là 42 cách quán khác nhau, như chúng ta đã giải thích từ trước, trong Tipari Sangayana, từ quán tưởng. Và đó, Sero đã dạy 12 cách quán. Đó là anicca, vô tướng, và 7 cách khác nhau để quán là anatta, vô ngã. Và tất cả những cái phương pháp này sẽ bao gồm ở đây. Và như vậy, sau khi quán tất cả những thứ này, và cái phần cuối cùng của tuệ Vipassana, đây là giai đoạn cuối cùng của các tuệ Vipassana, và một điều nữa chúng ta cần phải biết, nếu mà chúng ta có thể quán tất cả những thứ này một cách rõ ràng,
Mặc dù là chúng ta theo làm thực hành nhiều cách khác nhau, nếu mà chúng ta không chứng được bất kỳ đạo nào hay quả nào, thì chúng ta cũng có thể thực hành Anuppada Vipassana. Nghĩa rằng, chúng ta có thể thực hành trong mỗi cái danh pháp, dạng cái tâm sở, danh sắc, trong mỗi sát na tâm, từng cái một. Và chúng ta có thể quán, ví dụ là các những cái thức, chúng ta chỉ phân biệt tâm, thức và quán là vô thường, khổ, vô ngã. Và sau đó, chúng ta cũng cần phải biết quán phát xạ là vô thường, khổ, vô ngã, xúc là vô thường, khổ, vô ngã và thọ là vô thường, khổ, vô ngã và vân vân. Chúng ta cũng làm từng cái một, từng cái một. Nếu chúng ta có thể làm một cách tốt đẹp, thì chúng ta có những cái tuệ cao hơn thế này nữa. Và ở trong những tuệ Vipassana, thì đấy, tuệ này là cái phần cuối cùng. Và chúng ta cũng có thể gọi là đó là Uttana Gamini Vipassana. Và hôm nay, để tất cả những cách thực hành Vipassana để dành cho những cái tuệ cao, gọi là Uttana, nghĩa là nó rất gần với đạo và quả rồi. Và như Sayadaw đã giải thích tuần trước về Bhangajñāna tuệ diệt, Bhangajñāna tới Sangharupakkhañāna hành xả trí, thì nó có thể trong một thời thiền, cũng có thể trong một cái búng ngón tay. Nó phụ thuộc vào cái tuệ Vipassana của chúng ta mạnh cỡ nào mà thôi. Và như vậy, khi mà chúng ta biết tất cả những phương pháp này, chúng ta có thể làm một cách tốt đẹp, tí ở đó sẽ có phần cái lộ trình tâm tiếp theo, đó là đạo và quả. Thế nào là đạo và quả? Và đấy, chúng ta có đạo và quả. Và sau khi tuệ hành xả trí, thì ở đó sẽ có đạo tuệ và quả tuệ. Và như vậy, sau đó chúng ta có thể có parikama. Là chuẩn bị, nó rất là gần với đạo tuệ. Và sau đó là chúng ta cũng có Upachaya, là cần hành. Như là cần hành với gì? Cần hành với đạo tuệ. Và chúng ta còn tiếp Anuloma, là thuận thứ. Và như vậy, chúng ta cũng biết từ Bali này, Anuloma, thuận thứ, tất cả các ngài Bồ Tát Bodhisattva sẽ thực hành tới Anuloma Jnana, tuệ thuận thứ. Nhưng mà thực tế Anuloma Jnana, tuệ thuận thứ là chỉ một lộ trình tâm, cùng lộ trình tâm với đạo tuệ và quả tuệ. Nhưng mà thế nào đi nữa, thì tuệ Vipassana của các ngài là đủ mạnh để chứng đạo và quả. Nhưng mà các ngài không chứng đạo và quả, bởi vì các ngài đã nguyện để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Thì chính vì thế các ngài Bồ Tát sẽ không chứng bất kỳ đạo hay quả tuệ nào. Và như vậy, tại sao lại gọi là thuận thứ? Tại sao lại gọi là Anuloma? Tại sao lại gọi là thuận thứ Anuloma? Ở đây có nghĩa rằng, như là thuận thứ giữa đạo và quả, đạo tuệ quả tuệ, những đạo tuệ quả tuệ cao, và nó thuận thứ giữa vô thường, khổ, vô ngã, các hành. Và nó sẽ làm mọi thứ trở nên trôi chảy từ phàm sang thánh. Cái làm thuận thứ, chính vì thế gọi là Anuloma. Và tiếp theo nữa, chúng ta có cái tiếp theo nữa, Gochapu, là chuyển tánh. Đó là lộ tâm thiện hay là
lộ tâm thiện. Sanh tâm cuối cùng, nghĩa là cái tâm như là từ tâm duy tác cuối cùng, từ phàm chuyển sang thánh. Đó là Parikrama, Upachara, Anuloma, Gochapu, chuẩn bị cần hành, thuận thứ, chuyển thánh. Đó là những, đấy là vẫn là phần về hiệp thế. Từ hiệp thế chuyển sang siêu thế. Và tất cả những tâm này là tâm thiện, thiện hiệp thế. Đối với những bậc phàm phu, nhất lai, bất lai, và đó cũng có thể nói rằng đó là những, đấy là những cái tâm duy tác, cũng có thể là tâm duy tác đối với các vị A-la-hán thì nó là tâm duy tác. Nhưng mà ở đấy, Anagami có thể chứng A-la-hán, bất lai có thể chứng A-la-hán, nên đó chỉ có đó là thiện. Thì như vậy, tất cả những thứ này sẽ sanh trong một lộ trình tâm. Sau đó, đạo tuệ, sau đạo tuệ sẽ là quả tuệ mà không có bất kỳ cái sự gián đoạn nào, khoảng cách nào giữa đạo và quả, nó sẽ sanh một cách liên tục. Quả tuệ sẽ có ngay sau khi đạo tuệ mà không có bất kỳ cái khoảng trống nào giữa. Và khi mà chúng ta nói về Parikrama, khi nó chuẩn bị cần hành tuần thứ, chuyển tánh, Parikrama Upachaya Anuloma Gochapu sẽ lấy các hành làm đối tượng, lấy hành làm đối tượng. Nhưng mà ở đây, đạo tuệ và quả tuệ sẽ lấy Niết Bàn làm đối tượng. Đó là hai đối tượng khác nhau, hay là hai đề mục khác nhau. Chúng ta có thể hiểu theo một cách khác nữa. Đó, Parikrama Upachaya Anuloma Gochapu cũng có thể lấy Niết Bàn làm đối tượng, chuẩn bị cần hành, thuần tứ, chuyển tánh. Và điểm chính ở đây, khi mà chúng ta chứng được đạo tuệ, quả tuệ, thì đạo tuệ và quả tuệ sẽ lấy Niết Bàn làm đối tượng. Và lúc đó, chúng ta sẽ không có thể biết bất kỳ danh sắc, không còn danh sắc. Và điều đó nghĩa rằng, nếu mà chúng ta có thể biết được danh sắc mọi lúc, thì chúng ta đang không ngồi trong đạo tuệ và quả tuệ. Và nhiều khi chúng ta có thể thấy cái hỷ, lạc, an tịnh. Chúng ta nghĩ rằng đó là đạo và quả. Nếu mà chúng ta còn thấy cái gì, cái hỷ hay lạc, chúng ta thấy đó là hỷ hay lạc. Hỷ lạc cũng là một cái trạng thái của tâm. Tâm của chúng ta phải thoát khỏi tất cả những cái đó, chỉ có thấy được cái diệt của tất cả danh sắc, đó mới là Niết Bàn ở đây, nghĩa là cái sự diệt của tất cả danh và sắc, danh pháp và sắc pháp, tất cả danh và sắc đã diệt. Chúng ta không biết danh và sắc, chúng ta chỉ biết được cái sự diệt của danh và sắc. Nó khác với cái quá trình diệt, nó hoàn toàn là diệt, không còn cái dư sót. Và sau đó, chúng ta có tuệ phản khán. Và phản khán tuệ, chúng ta có thể biết được đạo nào, đạo quả, đạo tuệ nào và quả tuệ nào, và có những tuệ phản khán khác nhau, có những đối tượng phản khán khác nhau, hay đề mục phản khán khác nhau. Tuệ phản khán sẽ lấy Niết Bàn làm đối tượng. Đó là một. Và Niết Bàn, và tuệ phản khán cũng có thể lấy đạo tuệ, quả tuệ làm đối tượng. Và tuệ phản khán cũng có thể lấy phiền não mà vì đó đã loại bỏ, nhổ bỏ làm đối tượng. Nghĩa rằng vì đó có thể biết được là bao nhiêu phiền não đã được loại bỏ. Và không chỉ vậy, người ta cũng có thể biết được rằng những phiền não còn dư sót, bao nhiêu phiền não còn dư sót.
Đó là tuệ phản khán, Paccha Vikhana Jnana. Còn đối với vị A-la-hán thì sao? Là các ngài không còn cái tuệ, như các ngài đã loại bỏ tất cả những phiền não, nên không còn những tuệ phản khán là phiền não còn dư sót nữa. Và nhưng các ngài có thể phản khán đạo tuệ, quả tuệ, niết bàn và những phiền não các ngài đã loại bỏ, chứ không còn là phản khán tuệ phiền não còn dư sót nữa. Thì đó gọi là tuệ phản khán. Và nữa, sau đó, nếu mà chúng ta có thể chứng được đạo và quả, chúng ta có thể nhập được vào đạo tuệ, và quả tuệ, chúng ta nhập vào quả tuệ. Cái điều này điều rất là rõ ràng. Và nữa, tiếp theo nữa, nếu mà chúng ta đã thực hành tất cả những phương pháp này tới Sankharupika Jnana, hành giả trí, nếu mà chúng ta chưa chứng được đạo nào hay quả nào, nếu mà chúng ta chưa chứng được Niết Bàn ngay trong kiếp này, thì cái sự lợi ích ở đây sẽ là gì? Và nếu và chúng ta cũng có, chúng ta cũng phải hiểu rằng Sankharupika Jnana đó là phẩm chất pháp rất là cao thượng đối với ba la mật, cho ba la mật của chúng ta, parami của chúng ta. Làm thế nào? Nhiều khi người ta cũng hỏi rằng cái sự thực hành để chứng được cái tuệ phân tích, cái Parisamida Jnana, tuệ phân tích, để có được tuệ phân tích. Và tất cả các hành giả thiền sinh, ai mà chứng Parisamida Jnana phải từng thực hành Vipassana tới Sangharupika Jnana, hành giả trí, điều đó nghĩa rằng vì đó phải biết tất cả những cái tính không có nói ở trong. Và nó sẽ trở nên rất là mạnh, cái nhân hỗ trợ rất là mạnh để có được tuệ phân tích. Và nó cũng có thể là cái nhân rất là mạnh để hỗ trợ cho cái sự giải thoát trong cái kiếp tiếp theo. Và họ có nói rằng nếu mà ai đó mà chết khi mà đang thực hành thiền Vipassana, vì đó có thể tái sinh làm chư thiên, hay là có thể tái sinh làm người. Và kiếp sau, tâm của vị đó sẽ hướng tới cái sự hành thiền một cách dễ dàng. Và có người, chúng ta khổ rất là nhiều. Chúng ta sẽ có được cái sự kinh cảm, cái dễ dàng. Nhưng đối với chư thiên, thì có nhiều thứ để thích thú, có nhiều cái dục lạc, nhiều thứ để thích thú vào nó. Thì họ sẽ không có thấy được cái sự khẩn cấp hay là như vậy. Khi nếu chúng ta phải làm sao, nếu mà chúng ta sinh ra làm chư thiên, nếu mà chúng ta đã thực hành tới Sangharupika Jnana, hành giả trí, là tuệ Vipassana rất là mạnh rồi, thì cái kiếp tiếp theo tâm của chúng ta sẽ hướng tới cái sự hành thiền, ngay kể cả là tái sinh làm chư thiên đi nữa. Và nếu mà chúng ta quên đi bởi vì có đầy đủ những cái dục lạc như vậy, đầy dẫy những cái dục lạc như vậy, thì những cái bản pháp của chúng ta, bản đạo của chúng ta, những người mà đã từng thực hành cùng với chúng ta khi mà còn là kiếp người đó, sẽ nhắc nhở chúng ta. Này, Đạo Hữu còn nhớ không? Đạo Hữu đã thực hành tới cái mức như thế này rồi, đến giai đoạn như thế này rồi, đã từng thực hành như vậy rồi. Nên với cái tâm của chúng ta có thể nhớ lại cái sự thực hành đó và chúng ta có thể thực hành một cách dễ dàng được. Và nếu mà chúng ta không có những người bạn như vậy, thì có một số những cái pháp sư là chư thiên. Sau khi mà nghe pháp, thính pháp, thì chúng ta cũng có thể nhớ lại cái sự thực hành của mình. Và chúng ta có thể tiếp tục cái sự thực hành và chúng ta có thể chứng được đạo và quả. Và đó có rất rất là nhiều cái cách khác nhau, có nhiều sự giải thích khác nhau, giảng giải khác nhau.
về tuệ Vipassana. Và hôm nay Sayadaw chỉ có giảng một cách rất là đơn giản, cái ví dụ về con rắn. Và bây giờ, sau khi mà ném cái con rắn đi, quăng nó đi, và chúng ta ở một cái nơi an toàn rồi, thì chúng ta sẽ quay mặt lại, chúng ta nhìn lại, chúng ta ném con rắn ở đâu. Và tương tự như thế, sau khi mà chứng đạo tuệ quả tuệ, chúng ta sẽ để phản kháng những cái thứ mà chúng ta đã từ bỏ, những cái phiền não chúng ta đã từ bỏ, chúng ta đã bỏ đi. Và đó là phần cuối cùng của tuệ Vipassana. Thực ra, nó sẽ nói rất là nhiều cái ví dụ khác nhau, rất là nhiều thứ khác nhau trong thanh tịnh đạo Visuddhimagga hay là trong kinh điển. Nhưng mà nó sẽ trở nên rất là nặng nề cho những người học giả, nên là Sayadaw tạm thời bỏ qua phần này. Và như chúng ta đã có ba cái sự quán vô thường, khổ, vô ngã. Và chúng ta cũng có những vimokkha khác nhau, như là cái sự giải thoát khác nhau. Ví dụ, khi mà chúng ta rất là quen thuộc với anicca, thì sẽ có animitta vimokkha, là cái sự, nếu mà chúng ta hướng tới về cái khổ nhiều, thì abhinita vimokkha. Rồi nếu mà chúng ta hướng tới quán anatta vô ngã nhiều, thì sunyata vimokkha. Thì ba cái sự giải thoát khác nhau mà cùng hướng tới niết bàn. Và chúng ta có thể dùng ba cái con đường này để tới niết bàn: vô thường, khổ, vô ngã. Nếu mà chúng ta biết một trong ba, chúng ta càng gần hơn tới niết bàn hơn nữa. Và mong tất cả chúng ta hôm nay, đây là buổi thời pháp cuối cùng trong phần video pháp này, và mong tất cả chúng ta có đủ khả năng thực hành cả ba sự thực hành, và biết tất cả những sự thật chân đế, và kinh nghiệm tất cả những tuệ Vipassana, và mong tất cả chúng ta có thể chứng ngộ kết thúc khổ đau, chứng ngộ Niết Bàn. Sadhu, 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 sadhu. Cảm ơn xe đó. Và chúng ta đã nhận một số câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên. Và nằm ý xe đó, chúng con hiểu rằng là trong khóa thiền 2010, bởi Ngài Pop Xe Đó dạy, Ngài Xe Đó dạy là nhập vào chân á khi mà đi kinh hành. Thì như vậy, thiền sinh có thể nhập thiền khi mà đang đi kinh hành lúc mở mắt hay không? Và trong cái lộ trình này thì vị đó thấy Nimitta bằng mắt hay là thấy Nimitta bằng tâm? Đó là câu hỏi. Thực ra đấy, khi mà chúng ta trở nên thiện xảo, chúng ta có thể nhập vào jhana bất kỳ lúc nào. Đó là cái cách mà chúng ta phải luyện, rèn luyện. Và điểm chính ở đây, câu hỏi của vị này, đó là khi đi kinh hành có nhập vào jhana đấy không? Đó là phần đầu tiên. Mở mắt có thể nhập thiền được hay không? Chúng ta có thể làm được. Và cái nữa, khi mà thấy là bằng mắt hay bằng tâm, chúng ta thấy Nimitta bằng mắt hay bằng tâm? Thực ra ở đây, tất mặc dù chúng ta mở mắt ra, chúng ta có thể dùng tâm của chúng ta để thấy Nimitta, chứ không phải thấy bằng mắt. Nếu mà chúng ta nhìn mắt nhìn xuống, chúng ta có thể thấy Nimitta bằng mắt nữa. Nhưng hầu hết là phải thấy bằng tâm. Đó là đối tượng của tâm. Và tiếp theo, câu hỏi tiếp theo là gì? Xin mời tỉnh bàn tay phiên dịch. Và đại mỹ xe đó, câu hỏi này là nói về mối liên hệ giữa nhân và quả. Năm cái nhân quá khứ
hỗ trợ để có được tạo nên thái tục Parisanti danh sắc, và có những cái nhân khác nữa nó sẽ hỗ trợ tất cả 6 căn và giữa cái Parisanti và Chuti, thái tục và tử. Và câu hỏi đây là quá khứ, trong quá khứ tất cả mọi người đã để làm rất là nhiều cái thiện và bất thiện, akusala và kusala, nhưng mà tại sao là chỉ có năm cái nhân quá khứ này là cái nhân để tạo nên 6 cái xứ này, hay là kamacharupa sắc nghiệp sanh, sắc nghiệp sanh này, ví dụ trong cái kiếp này kamacharupa sắc nghiệp sanh này sanh khởi trong mỗi sát na, nhưng mà nhiều khi, ví dụ ở đấy thì có những cái bệnh khác nhau, hoặc có những cái bệnh khác nhau, bệnh tật khác nhau, và rất là nhiều các loại kamacharupa sắc nghiệp sanh khác sanh khởi, nhưng mà tại sao lại chỉ có 5 cái nhân quá khứ này thôi, mà không phải nhiều hơn là 5, ý họ có là như vậy. Thực ra ở đây chúng ta chỉ cần nói về cái nhân tái tạo thôi, chứ không phải nhân hỗ trợ, đúng không? Thì ở đó, đó là nhân sản sanh, đó là 5 cái nhân này. Thì chúng ta dùng, đó là cái nhân sản sanh. Và nếu mà chúng ta nói nhiều nhân khác nhau, thì nó trở nên rất rất là phức tạp, đúng không? Chúng ta có nhân tái tục, nhân sản sanh, đó là nhân sản sanh. Vatanaka là nhân hỗ trợ. Và nữa, chúng ta cũng có, là chúng ta thấy chỉ có nhân tái tạo, chứ không nói về nhân hỗ trợ ở đây. Và xin cảm ơn Ngài Sero. Và câu hỏi tiếp theo nữa, thưa Ngài Xe đó, là duyên sanh phương pháp thứ nhất là để dành cho những vị thành thiền Vipassana cao rồi. Và khi biệt duyên sanh, được phương pháp đầu tiên và phương pháp thứ năm, thì cái sự khác biệt ở đó là gì và cái nào quan trọng hơn? Và đấy, Xe đó không có nói là cái nào quan trọng hơn. Nó phụ thuộc vào hành giả tiền sinh và nó phụ thuộc vào nhân quá khứ của họ ấy, ba là mặt quá khứ của họ ấy, nhưng cả hai đều quan trọng. Nhưng mà nó có những hệ thống khác nhau, những cái hướng tiếp cận là khác nhau. Và trong kinh tụng hàng ngày, chúng ta nói, Abhijjhava, đó là phương pháp đầu tiên, kinh nhập tụng hàng ngày, Abhijjhava Sankhara, vấn đó là bình thường. Và chúng nói về phương pháp thứ năm. Phương pháp thứ năm thì chúng ta phải phân biệt tất cả năm nhân quá khứ, nhân hiện tại và trong mỗi sát na tâm và trong mỗi uẩn, là nó chi tiết hơn, đúng không? Cái phương pháp thứ năm ấy thì chi tiết hơn, thì chính vì thế chúng ta có thể nói cả hai đều là rất quan trọng. Nhưng cái nào quan trọng hơn, nó phụ thuộc vào thiền sinh khác nhau. Nếu người ta có thể phân biệt phương pháp đầu tiên một cách rõ ràng, một cách thì nó hữu dụng, hữu ích cho cái sự tiến bộ của họ ấy, thì điều đó quan trọng. Nếu phương pháp thứ năm rõ ràng hơn, mà họ có thể làm cho nó trở nên mạnh hơn, cho những tuệ Vipassana của họ trở nên mạnh hơn, thì nó sẽ quan trọng hơn đối với cái hành giả đó. Thì như vậy, Sero không thể nói cái nào là quan trọng hơn được. Tại vì nó hai cách khác nhau để thực hành, hai cái hướng tiếp cận khác nhau. Xin cảm ơn Ngài Sero. Và câu hỏi tiếp theo nữa. Trong thời Đức Phật, có rất là nhiều đệ tử học thiền từ Đức Phật và về hội đó thực hành tới khi mà chứng đạt thực hành thiền định. Nếu mà ai đó thực hành thiền Samatha và Vipassana, như vậy vị đó có thể tự thực hành tới khi vị đó chứng đạo và quả hay không, mà không cần vị thầy hướng dẫn. Cái này thì nó khác với thời Đức Phật và cái thế giới hiện đại ngày nay. Và thời Đức Phật, thực ra họ bắt đầu họ học tất cả những phương pháp hành thiền, họ thuộc lòng tất cả những phương pháp, chứ không phải là đọc sách nữa, không phải là đọc nhờ cuốn sách nữa. Khi mà gặp bất kỳ những cái sự khó khăn nào, họ cũng có thể biết cái sự khó khăn là gì, cái chướng ngại là gì. Họ phải học tất cả những cái điều này. Và khi mà chúng ta thực hành, thế nên Nibbana xuất hiện như thế nào, Jhana sanh khởi như thế nào, và tự Vipassana như thế nào, và tất cả những cái chướng ngại và tất cả những cái phương pháp, những cái cách, mà lúc đó là các vị phải học thuộc lòng từ Đức Phật. Và lúc đó vị các vị sẽ ở một mình độc cư. Và thế giới hiện đại ngày nay, chúng ta mặc dù chúng ta biết thực hành như thế nào đó, nhưng mà có rất là nhiều thứ chúng ta cần phải vượt qua.
nếu mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta có thể thực hành được nếu mà không có sự chỉ dạy. Nhưng mà nếu mà chúng ta không phải là người có trí tuệ lắm, chúng ta gặp những cái khó khăn, thì chúng ta cần cái ý chỉ phụ thuộc vào người nào đó, một vị thầy để dạy chúng ta. Nó phụ thuộc vào phẩm chất của mỗi thiền sinh, chúng ta không thể nói một cách rõ ràng được. Xin cảm ơn Ngài Sẽ đó. Và đến câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ năm, một số vị thầy nói rằng đạo và quả, tâm đạo và tâm quả có thể tạo nên nếu mà người ta có tâm định. Cái đó có thật hay không? Chúng ta không thể nói chúng ta tạo nên đạo và quả được. Nếu chúng ta nói tạo nên đạo và quả, nghĩa là ai đó cũng có thể tạo nên, phải không? Cái đó không phải là định. Cái nó không phụ thuộc vào định, nó phụ thuộc vào đạo và quả. Nghĩa rằng ở đây, đạo tuệ và quả, đạo tuệ sanh khởi một lần, chúng ta không thể tạo nên nó được. Còn quả tuệ thì sao? Chúng ta có thể nhập vào quả tuệ, và chúng ta có thể nhập vào những quả tuệ, nhập là trở lại vào quả tuệ. Như là chúng ta có thể nói là chúng ta tạo nên lộ trình tâm quả. Thì có thể, chúng ta có thể nói như vậy, nhưng mà nếu mà không có chứng được đạo và quả, thì chúng ta không thể nào mà nói là tạo nên đạo và quả được. Câu hỏi tiếp theo nữa. Tại sao mà để cho một người mà thích hợp hơn để chỉ thực hành thần thông sau khi chứng được đạo quả thứ ba? Thực ra nếu mà người đó không có thể loại bỏ được tất cả những cái phiền não, thì vị đó vẫn có thể mất được thần thông bất kỳ lúc nào. Có rất nhiều ví dụ chúng ta biết là Ngài Devadatta rồi, đúng không? Ngài đã chứng được cái thần thông rất là mạnh. Và Ngài có mong muốn danh vọng và lợi dưỡng, nên là vị đó bị đánh mất cả cuộc đời của mình. Và trong thế giới hiện đại ngày nay, chúng ta có thể thấy được rằng nếu mà chúng ta biết ai đó có thần thông mạnh đi, hay nếu rất nhiều người biết ai đó có thần thông mạnh đi, họ sẽ tới. Thì vị kia sẽ được lợi dưỡng rất là nhiều. Và lợi dưỡng là cái kẻ thù rất là lớn đối với người xuất gia và cho cái sự chứng ngộ. Nó có thể phá hủy cái tâm của vị đó. Giống như Ngài Devadatta, Ngài đã bị đánh ngã đến gục, bị phá hủy bởi chính cái danh vọng và lợi dưỡng của mình. Chính vì thế, nó rất là quan trọng khi mà chúng ta chứng được đạo và quả. Nếu mà chúng ta có thể chứng được thần thông, thì chúng ta sẽ an toàn. Nếu mà chúng ta không có, chúng ta chưa có chứng được đạo tuệ và quả tuệ mà chúng ta có thần thông, chúng ta phải luyện tâm của chúng ta rất là nhiều. Nếu mà chúng ta có thể thu thúc tâm của chúng ta, nếu mà chúng ta không thể thu thúc luyện tâm của chúng ta, thì chúng ta có thể trở thành vị Devadatta thứ hai đó. Chính vì thế, nó rất là quan trọng để chứng được đạo và quả. Xin cảm ơn Ngài Sĩ đó. Và câu hỏi tiếp theo nữa, để chứng được đạo và quả thì phải được hướng dẫn bởi vị thầy thích hợp. Làm thế nào mà chúng con có thể tìm được vị thầy thích hợp? Vị thầy là bậc thánh là làm thế nào? Và có thần vị thầy có thể có bậc thánh và có thần thông để có thể hướng dẫn con, thì chúng ta có rất là nhiều cái cấp độ khác nhau của các vị thầy theo kinh điển. Đương nhiên trong thế giới ngày nay chúng ta không có Đức Phật rồi. Nếu chúng ta có Đức Phật thì Đức Phật là vị thầy tốt nhất, số một. Còn nếu mà chúng ta không có những cái vị thầy đại thánh đại đệ tử, giống như Ngài Sariputta, Ngài Sariphat hay Ngài Mục Kiền Liên, và chúng ta có thể học từ các ngài cũng là có trí tuệ rất là mạnh. Và đó có nói Đức Phật Vajikabuddha, Đức Phật Độc Giác, các vị A-la-hán và các vị Bất Lai, Nhất Lai và vị Dự Lưu. Từ là như vậy. Nếu mà chúng ta không có vị thánh dự lưu, có vị thầy là thánh dự lưu, thì phải có Sangharupakhanana, những cái vị mà chứng được hành xả trí, hay là cuối cùng là có thể gặp những cái tìm những vị thầy có chứng được jhana, hay là những cái người, những vị thầy mà có thể giải thích tất cả kinh điển, nghĩa rằng cái vị mà có trí tuệ trong hiểu biết trong giáo pháp. Nếu mà chúng ta có những vị thầy như vậy, chúng ta có thể nói rằng vị thầy thích hợp. Vì đó phải là người vị thầy có trí, có sự hiểu biết sâu rộng. Xin cảm ơn Sê đó. Và câu Sê đó, khi mà hành giả phải thấy được cái tính không để chứng được cái sự giải thoát, làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy được cái định nghĩa của tất cả cái tính không, Sunyata? Chúng ta có thể tìm thấy tất cả cái Sunyata ở trong Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga. Và chúng ta có thể đọc trong Thanh Tịnh Đạo bằng tiếng Anh, đúng không? Và thực ra chúng ta có thể tìm thấy
trong một số nơi khác, Dhammapadasamitabbaga, đạo vô ngại giải, chúng ta có thể tìm thấy được tất cả những cái sự giải thích hay là định nghĩa ở đây. Nhưng đối với rất là nhiều người, họ biết rằng Visuddhimagga, thanh tịnh đạo, nên là Sero sẽ nói là Visuddhimagga, thanh tịnh đạo sẽ dễ hơn. Còn nếu không, chúng ta có thể tìm thấy ở trong Padisambhidhamagga, đạo vô ngại giải. Và một câu hỏi tiếng Trung, xin mời Bàn Tê phiên dịch giúp chúng ta dịch. Namisyado is an in-breath and out-breath happens in the space, but at the same area, you hơi thở here in the area of in-breath and out-breath. Và nó xuất hiện ở giữa cái hơi thở vô và hơi thở ra. Thì như vậy, có thể vì đó là chú tâm trên hơi thở ở cái nơi mà có ánh sáng hay không, nhưng mà cái phần đó, khu đó thì không có ở gần cái mũi, thì vì đó có thể nhẹ nhàng đặt tâm, hướng tâm chỗ ánh sáng, cái hơi thở vô hay thở ra tại cái chỗ ánh sáng xuất hiện đó không, nhưng mà cái ánh sáng này xuất hiện không có ở gần mũi. Nếu mà ánh sáng không ở gần cái mũi mà chúng ta hướng tâm cái ánh sáng, chúng ta chỉ hướng tâm cho hơi thở thôi, hướng tâm hơi thở sẽ tốt hơn. Thực ra nếu mà chúng ta có thể biết hơi thở, chúng ta đừng nghĩ đến cái ánh sáng nhiều, để cho nó an toàn, nó sẽ tốt hơn cho cái sự tiến bộ của quý vị. Xin cảm ơn Ngài Xe đó. Câu hỏi tiếp theo. Nếu mà người cư sĩ biết mà vị tỳ kheo mà phạm cái lỗi nặng, cái tội nặng, thì vị cư sĩ sẽ phải làm như thế nào? Sẽ có nên báo với chư tăng hay không? Mà trở thành người làm chứng hay không? Và đây, nếu mà chúng ta biết được rằng có một số cái vấn đề, thì chúng ta đương nhiên chúng ta có thể làm chứng cho những cái tội vị tỳ kheo làm như vậy, tội nặng. Đặc biệt là nếu có chư tăng sangha, ví dụ như là cái giới Sima chẳng hạn, rất là quan trọng, trường hợp như rất là quan trọng như vậy, thì vị tỳ kheo đó phải không được phép tham dự trong những cái tăng sự như vậy. Ví dụ như bây giờ cái trường hợp về Katina, tụng Katina tăng sự rất là quan trọng đối với chư tăng. Nếu mà những cái điều đó xảy ra, chúng ta có thể làm chứng. Nếu mà chúng ta có chứng, ví dụ trong thế giới ngày nay, chúng ta có nhiều thứ khác nhau. Ví dụ chúng ta có video, chúng ta có nhiều thứ để làm chứng, nó sẽ tốt hơn. Tốt hơn để khi chúng ta làm chứng. Đương nhiên, chúng ta có thể giúp chư tăng trong trường hợp này. Nếu vị đó không có tham dự vào những tăng sự, những tất cả những tăng sự như vậy, thì chúng ta phải nên xem xét. Chúng ta có thể giúp cho ta một cách là như vậy. Câu hỏi tiếp theo. Xin mời Bạn Đề phiên dịch giúp phiên dịch. Và trong cái sự thực hành thiền Vipassana, là thiền sinh quán sự diệt đó là Asubha. Và nó là particular, bất tịnh. Và cái thân này là đầy giấy những cái bất tịnh. Những cái bất tịnh này, cái tưởng bất tịnh này sẽ không để, thì không chỉ là về cái khái niệm, mà nó là về trong cái trường hợp là hành thiền Vipassana, trong trường hợp đây là thành Asubha. Về bất tịnh trong Vipassana, làm thế nào vì đó có thể quán toàn cái thân này, đó là Panyati, là chế định. Nhưng mà tại sao mà quán cái thân này là toàn, họ đầy giấy những thứ bất tịnh? Thì đó là cái câu hỏi phần đầu tiên của câu hỏi. Câu phần hỏi thứ hai, Parikama tới Anuloma, từ chuẩn bị tới thuận tứ. Parikama chuẩn bị cận hành thuận tứ, và ba yếu tố này làm thế nào một người có thể lấy niết bàn làm đối tượng như ngày như xe đo vừa nói vừa nãy. Tại sao như và thực ra đấy, và xe đo sẽ kiểm tra, ngài sẽ kiểm tra. Và như vậy, và tiếp theo nữa, thực ra đây
là vì người ta cũng hướng tâm hướng tới Niết Bàn. Là sư nó không đang xem là ngài để cái nốt ở đâu, cái ghi chú ở chỗ nào. Và điều đó nghĩa rằng tới Sangha đối với khai nhana hành xả trí, đúng không? Thì sẽ lấy Sangha các hành làm đối tượng. Và còn đối với giờ sư đó có nói về hai cái khác nhau, đi Niết Bàn làm đối tượng và nữa và Sangha hành làm đối tượng, đúng không? Hai cái khác nhau. Và sư đó sẽ phải quay lại Upasamanusati, Upasamasati. Có nói bây giờ sư đó không tìm thấy cái nốt, cái bản ghi chú của ngài. Sau sau về sau sư đó sẽ tìm cái bản ghi chú. Chúng ta đến cái đến cái câu hỏi tiếp theo. Và từ ngày sư đó, câu hỏi tiếp theo là nói về cái sự tu hành về Asupa trong Vipassana, bất tịnh trong Vipassana. Đó đây. Thực ra đây ngay lúc ban đầu của cái sự tu hành, chúng ta cũng đã nói về Vipassana, Asupa và có nói hai. Nghĩa là cái mùi đây là chân đế, cái mùi của cái rupa kalapa tổng hợp sắc. Và tương tự như vậy chúng ta có asuchi, nghĩa là cái bất tịnh hay là cái không hòa nào, piyabari, đó là những cái bệnh tật. Và chúng ta thấy được cái sự sanh diệt và cái quá trình sanh trụ và diệt. Và đó là tất cả, đó là cái asupa chân đế thực tánh của asupa. Khi lúc ban đầu chúng nói về Asupa bất tịnh, và nhưng mà điểm chính ở đây đó là chúng ta cố gắng để quán cái thấy cái thân này. Và một điều nữa ở đây thì chúng ta cũng đã nói về cái xác sống, Asupa sống, nghĩa là chúng ta có thể phân biệt tất cả những cái nhiều cái những cái sinh vật ở trong những con giun ở trong người, chúng ta có thể phân biệt được nó ở trong đó là vô thường, khổ, vô ngã, quán tất cả những cái sắc tố, cái danh sắc ở trong đó. Và nói tóm tắt, chúng ta có thể biết những cái danh sắc chân đế đó là asupa, là chúng ta thấy được là những cái mùi bất tịnh hay là những con giun ở trong người chúng ta. Và còn gì nữa không? Câu hỏi tiếp theo. Thank you so much. So the next question is dana, sila, kanti, metta, upekkha, paramatta, parami. Seem clear in how they involve sacrificing one's life. Làm sao người ta có thể làm thế nào chúng ta có thể thực hành những cái ba la mật? Người nói về Panyaparami, trí tuệ ba la mật. Như chúng ta phải giúp đỡ người khác với cái trí tuệ của mình. Khi mà chúng ta có thể giúp người khác bằng trí tuệ của chúng ta, nhiều khi chúng ta có thể hy sinh mạng sống của mình. Ví dụ, chúng ta là ví dụ như là vì là thầy, đúng không? Thầy. Còn nếu mà đến sang dạy chú mà là vị thầy giáo, nó thầy giáo sang dạy mấy điện thì rất là rủi ro, đúng không? Gọi là Panyavata. Nhiều khi chúng ta phải bỏ tính mạng của chúng ta, dùng trí tuệ của chúng ta để giúp người khác, đúng không? Xin cảm ơn ngài xe đó. Và câu hỏi tiếp theo. Và xin mời Pandey thông dịch. Pandey xe đó, nếu ai đó mà mệt sau khi thực hành thiền, thì như ấy vì đó có thể rơi vào Pavanga và có thể là rơi vào trạng thái Pavanga nghỉ ngơi, sau đó thì hành thiền tiếp được hay không? Thực ra đây, rơi vào Pavanga thì đó không phải là cái dấu hiệu tốt, như là chúng ta rất là lười biếng, phải không? Nhớ rằng nếu chúng ta mệt thì chúng ta hãy nhập vào Jhana, nhập thiền và để làm tươi mới lại, sau đó sẽ thực hành Vipassana. Như đó sẽ tốt hơn, sẽ thuận tiện hơn, sẽ tốt hơn. Xin cảm ơn Sư đó. Và câu hỏi tiếp theo nữa.
Vandami Sayadaw. This question regarding this Câu hỏi này là Patisangha Patisangha Jnana Tuệ quan xét. Như là ở đây có ba loại quán khác nhau. Đó là quán loại Nivitta, Bhavata, Nivitta và Bhavata. Nghĩa ở đây, nghĩa của quán xét của Nimitta và quán xét về Bhavata và quán xét của Nimitta và Bhavata. Như thầy đã Sê Đo đã giải thích rồi, như tuệ sợ hãi, cả tuệ tuệ. Vậy nếu mà chúng ta quán nó là Anicca là vô thường, chúng ta biết đó là Nimitta là tướng. Nimitta đây, tướng ở đây đó là các hành. Vậy quá khứ, hiện tại, tương lai, nếu chúng ta quán là khổ, dukkha, thì ở đó sẽ có Pavata. Pavata có nghĩa rằng cái sự sanh trong tất cả cái sắc và vô sắc. Nếu chúng ta quán đó là anatta, vô ngã, thì đó là sẽ có Nimitta và Pavata, cả hai. Và như sư đó đã dạy trong Piyayana, và chúng ta có thể áp dụng trong Parisankaya Jnana. Xin cảm ơn Ngài Sê Đó. Câu hỏi tiếp theo. Trong tuệ Parisankaya thì ở đây thực ra Asubha bất tịnh có thể ngay trong cái lúc mà thực hành thiền Vipassana xong sơ khởi vào đi, tức là chúng ta có thể thực hành rồi. Thế giờ khi ngay chúng ta có thể ngay là căn bản của Vipassana, chúng ta có thể là cái cả hai giới, nam hay là nữ đều được, không thành vấn đề. Và Namarupa danh sắc là giống nhau. Còn gì nữa? Xin cảm ơn Ngài Xe Đó. Câu hỏi tiếp theo nữa. Là sắc tình cái nhãn là đập vào bởi cái màu sắc, đó là paramattha, là chân đế. Nhưng tại sao Nimitta là như một số người họ nói rằng Nimitta có thể thấy dựa trên thầy Sê Đó không có rõ cái cỏ này, không có chưa hiểu rõ cái ý của cỏ này. Câu hỏi này không có rõ ràng. Câu hỏi đấy, như là câu hỏi từ vị tỳ kheo Kusala Dhamma. Tức là xin vị Bản Tế Kusala Dhamma có thể hỏi lại câu hỏi, làm rõ nghĩa câu hỏi này được hay không? Đây là một câu hỏi từ vị sư Kusala Dhamma. Yes, I know. I heard before that eye transparency takes vana as object. So vì đó nghĩa là vana, nghĩa là mắt thì lấy cái sắc làm đối tượng, và sắc ở đây là một số người thì họ nói rằng Nimitta có thể xuất hiện, như một số người đều thấy Nimitta bằng mắt. Như là có nhiều cái thì vị đó đã được nghe như vậy, có nhiều cái điểm trái ngược. Nên có thể đó là cái ánh sáng của trí tuệ sao lại không nhìn được bằng mắt. Vì đó vì nghĩ rằng rất nhiều cái rupa, thứ sắc tố lan tỏa khắp toàn thân. Nhưng mà ngay kể cả some people say that technically there are some ways you can see the
panya aloka or the nimitta. Như một số cách mà có thể thấy được panya aloka như là ánh sáng của trí tuệ hay là panya aloka có thể có nơi nào mà nói về thấy được ánh sáng của trí tuệ bằng bóng mắt hay không? Đây là vị có nghe nhưng mà chỉ nghe thôi, nghe nói thôi nhưng mà không có hiểu rõ. Nhưng khi mà chúng ta thực hành sắc từng kinh nhãn hay là màu sắc thì chúng ta phải nhắm mắt đúng không? Và chúng ta phải mở mắt chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà còn với nimitta thì sao? Nimitta thì thầy thấy rất là lạ, tại vì thầy cái ý tưởng này rất là lạ. Xe đo chưa nghe bao giờ cả. Như là họ đùa giỡn với nimitta. Chúng ta có thể hiểu nó như vậy. Và khi mà chúng ta đọc, chúng ta có thể thấy được trong jhana và những lộ trình tâm của jhana và của nimitta, chúng ta thấy nimitta. Ví dụ, kasina đất, kasina nước, kasina lửa, kasina gió, kasina màu. Và hầu hết, tức là nó là những cái cảnh hiện hữu, đúng không? Chúng ta phải mở mắt ra, chúng ta phải nhìn nó. Và ngay cái lúc sơ khởi của sơ thực hành, thì nó có thể là lộ nhãn môn, đó là điều đầu tiên. Nhưng mà về sau, và gió và anapanasati và hơi thở, chúng ta có thể biết qua cái sự cảm nhận, có thể là lộ thân môn. Nhưng mà khi mà chúng ta có thể thấy nimitta giống như là Ukha Nimitta hay Patibhanga Nimitta, học tướng hay là tợ tướng, thì lúc đó chỉ có là lộ ý môn, chứ không thể là lộ nhãn môn được. Cái điều mà sư hỏi thì rất là lạ đối với xe đo. Là sư nói là sư không tin vào cái điều này, nhưng mà có nghe thôi nên là vì đó có sự nghi ngờ. Một số người khi mà hành thiền, như là hành thiền, mắt nó nhấp nháy rất là nhanh. Một số người thực hành thiền thì cố gắng là thấy nimitta ở mắt, thì như vậy. Thì vì đã có nghe. Và những cái sự giải thích này, một số người họ giải thích như vậy. Chúng ta có thể hiểu rằng một số thiền sinh thì họ đùa giỡn với nimitta. Giống như là đùa giỡn với nimitta. Là sư đó có thể có cách nào để hướng dẫn để vượt qua được cái người mà hành thiền một cái nhấp nháy cái mắt hay không? Thì nếu mà họ hướng cái tâm của mắt của họ quá nhiều, họ không có hướng tâm tới cái mắt của họ nhiều thì họ sẽ vượt qua được cái điều đó thôi. Còn nếu mà họ dùng cái năng lực của mắt nhiều quá, nghĩa là dùng cái giữ gìn, tiết kiệm cái năng lượng của mắt và tiết kiệm cái năng lượng của tâm để thực hành thôi. Người nói rằng khi mà chúng ta dừng lại cái sự hướng tâm tới nimitta bằng mắt, thì có những cái ý tưởng như là cái mở mắt một nửa thôi để thấy nimitta. Một số thiền sinh họ làm như vậy, vì có nghe một số người là thấy là mở mắt nửa thôi để thấy nimitta. Khi mà thấy mở mắt là thấy nimitta, mở mắt là nhìn nimitta, cái điều này rất là lạ đối với thầy, đối với Sedo. Nếu một số người họ còn một số người thì họ cứ hoài nghi về nimitta, đó là người mới bắt đầu thực hành thiền thôi. Còn nên chúng ta nhắm mắt lại thì sẽ tốt hơn, nhắm mắt lại chứ đừng có mở mắt nhấp nháy. Chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Xin cảm ơn xe đó. Vâng, đồng ý xe đó. Một câu hỏi nữa là hỏi về luật Vinaya. Ucha Mahasayana Mahasayana, giường cao, ghế cao. Và trong Mahasayana, Maha ở đây. Does it
Không có nghĩa rằng nghĩa là nói cái chiều rộng, chiều dài của giường phải hay không, mà chỉ có nói về cái chiều cao, là chỉ nói về những thứ mà che cái giường ga nệm có phải hay không. Còn đối với Uchasayana, về cái ghế cao, những cái ghế Uchasayana có nghĩa rằng có phải là 1m6 phải hay không? Ý mì liêu chẩn. Câu hỏi từ Trung Quốc. Câu hỏi đấy. 1.6 meter nghĩa là rộng mét sáu, dài mét, rộng mét sáu, dài 2 mét. Thì đó là về nói về cái giường, thì giường cả, về là bao nhiêu inches? Thì là một bởi 1m6 và 2 mét. Thì bao nhiêu inches hay là bao nhiêu feet? Về về tại vì ở bên miến điện là dùng đơn vị là feet chứ không có dùng cái đơn vị là cm hay là mét. Khoảng độ bao nhiêu nhỉ? Four feet khoảng là 4 feet, 4 feet, 4 feet và 3 mét 2, 1m6, 1m6, 1m6 là khoảng 6 feet. 6 feet về cái khoảng cái diện tích. Diện tích thì ok. Và một điều nữa ở đây chúng ta cần phải nhớ. Chúng ta phải nhớ ở đây nghĩa rằng và khi trong luật chúng ta có một cái điều trong video nhà nói nếu mà cái ga chạy dùng đủ lớn, không? Đủ lớn nghĩa để cho 16 người nhảy cùng với nhau á. Người 16 người vũ công nhảy cùng với nhau, 16 đúng không? 16 người vũ công mà nhảy cùng với nhau để trên cái tấm thảm hay là thì đó chúng ta có thể nói đó là lớn, rộng, đặc biệt là đây, đó là lớn đúng không? Để cho 16 cái người vũ công có thể nhảy cùng nhau, nhảy nhót cùng nhau được. Chúng ta có thể thấy rằng á, lớn là lớn cỡ nào, đúng không? Cái đó là không được phép đó, phải lớn cỡ đó. Và chúng ta có câu hỏi cuối cùng nữa. Mình nói về câu hỏi trước. Nếu vị tỳ kheo tiếp tục xuất gia, vị sa di hay tỳ kheo, khi vị đó đã có phạm những tội lớn rồi, vị đó tiếp tục tụng vào Padimokkha với các vị tỳ kheo khác, thì vị đó có được phép hay không? Tội nặng, nếu tội Parajika, tí, tội bác công trụ đó, tội này là thì rất là không tốt cho vị đó. Và nếu mà Chư Tăng không biết, thì không phải vấn đề lớn, nhưng mà đó là điều không tốt, đúng không? Cái sự xuất gia cũng vậy. Đối với xuất gia, nếu mà bao gồm vị đó ở trong, nếu mà đủ với cái số lượng tỳ kheo để xuất gia thì ok. Nhưng mà nếu chỉ có 5 vị tỳ kheo hay 4 vị tỳ kheo thôi, thì trong cái trường hợp này sẽ rủi ro cho Chư Tăng, thì không tốt. Đó là nói về trường hợp vị tỳ kheo Parajika mà không có xả y đó. Và tiếp theo sadhu ngày xe đó. Và chúng ta xin một câu hỏi nữa. Từ vị Kusala Dhamma. Có một câu hỏi nữa về Kaviya Vihara. This one problem has come up many times I found, and people had some two different ideas mainly. Người ta có hai cái ý tưởng khác nhau. Một số người nói rằng nếu là vị người đó là Kaviya hay là Dayaka của mình, thí chủ của mình, Kaviya, thì chúng ta có thể nói hỏi là hãy mua cái này cho tôi. Nói dùng cái từ là mua đó, mua. Nhưng một số người thì họ nói rằng nếu chúng ta nói là mua thì nó trở thành Akaviya, nó trở thành ưng xả đối trị đó. Akaviya, nhưng mà đối với vị tỷ kheo khác được phép dùng, có phải không? Và nhưng một số người nói rằng nếu mà thí chủ chúng ta có thể dùng từ mua được phải hay không? Đó là cái ý tưởng của một số người. Còn nếu mà không phải là thí chủ của chúng ta, là Kaviya của chúng ta, thì vị sư mới nghe là
có nghe nhiều cái ý tưởng khác nhau từ nhiều phía khác nhau. Thực ra đây chúng ta không được phép dùng từ mua hay là dùng những từ tương tự như là mua. Đó là kapiya hay là kapiya của chúng ta hay là thí chủ, chúng ta không được phép dùng từ mua đối với tỳ kheo. Và nếu mà tứ vật dụng này được phép dùng nếu mà dùng cái từ mua đấy, nếu chúng ta đừng dùng từ mua, chỉ nói cái bình thường là hãy tôi cần cái này hay là sắp xếp cái này, thì nó sẽ được phép cho cả hai vị tỳ kheo. Thì đương nhiên chúng ta không được phép dùng từ mua hay là mua bán, chúng ta không được nói là mua hay cũng không được phép nói là bán. Just be clear, the other bhikkhus can use, yes? Nhưng vị tỳ kheo pháp được phép vẫn được dùng đúng không? Tại vì đó vị tỳ kheo pháp vẫn được dùng. Tại vì vị đó có được cái vật dụng đó là có được đúng đắn, nhưng cách vị đó nói thì không đúng đắn thôi. Nên là vị đó sẽ người tỳ kheo pháp được dùng, nhưng mà vị chính bản thân vị đó không được phép dùng. Vị đó hỏi nếu vị tỳ kheo dùng akapya vohara cúng dường cái gì đó, một cái đồ gì đó tới một vị bàn tê. Vị bàn tê đó bây giờ có như là có cái kéo hay con dao và làm gì đó để dùng. Vì đó akapya cho cái chủ nhân. Nhưng vì đó có dùng cái vì có vật dụng là có đúng đắn, nhưng mà vì đã sắp xếp để có được cái vật dụng đó thì không đúng luật. Có phải vậy hay không? No. It is akapya for the person who gave it to the bante. But the bante it is for him, not akapya. So it's okay. Then the person who donated it can. Yeah, he can use. To do. Hello? No, I mean, let's say I want to, like, for example, I want to help someone, right? Mm-hmm. Then I want to use the item I donate for them, but I use akapya vohara for them. Câu hỏi đây. Như rằng, vì đó không được phép dùng. Có nghĩa là cái đồ đó là cái đồ mà vì đó là các bí không đúng luật thì vì đó không được phép dùng. Nghĩa là như vậy. Cái câu hỏi đây là câu hỏi là vì đã thấy rằng cái đồ không có hợp luật đó mà bị cúng dường cho người khác, bị khác dùng nhưng mà vì đó mượn lại để dùng có được hay không thì không được phép. Đó, vậy để chúng ta có thể bắt đầu. Chúng ta cảm ơn xe đó. Sadhu, ngài xe đó. Chúng ta xin tri ân ngài xe đó đã dạy chúng con phương pháp và chúng ta cũng tri ân văn tế phiên dịch bằng tiếng Trung Quốc. Và hôm nay là thời pháp chuỗi pháp của Abhidhamma cuối cùng. Chúng ta đã mời ngài xe đó. Và đến tháng 1 năm 2022, một thời pháp tiếp. Và chúng ta hãy chờ một chuỗi pháp thoại khác của ngài xe đó. Và trước khi chúng ta mời ngài xe đó dẫn dắt chúng ta tới nguyện nguyện và chi phước, thì chúng ta sẽ xin sám hối với ngài xe đó. Và chúng ta bật video lên và chúng ta sẽ bật PowerPoint và tất cả chúng ta hãy đọc từ Pali. Chúng ta có thể đọc là đấy. Oka savanami pande. Sadhu. Maya katang bunyang samina numodita pang.
Samina katang bunyang mayang datapang. Sadhu sadhu anumodami oka sadhu atyena katang sabbang achayang kamata me pante. Oka sadhu oka sakamami pante. Chúng ta sẽ đọc cùng với nhau. Có thể đọc lại tại vì chúng ta sẽ tụng cùng với nhau. Và chúng ta xin sám hối với ngài trưởng lão, ngài xe đó. Oka savanami ante miyakatam punya samina numodita pang samina katam punya mayang data pang sadhu sadhu anumodami oka sadhu atyena katam sabbang achayang kamatame pante. Sadhu sadhu okasa kamami pante. Tất cả mọi người đều bật mic nên thành ra rất là hoan hỉ, nhưng mà có rất là ồn. Zoom nó khác với thực tế, khác với nghe không đồng đều được. Sadhu sadhu. Sorry, he's a bit messy. So again, if everyone is ready, we shall recite together to seek forgiveness from Interpreter Bante. 再一次，大家准备好。 Sorry, Sado, we will recite again the Okasa together. Chúng ta đọc lại Okasa trở lại. Chúng ta trở lại thì vừa nãy là mà tất cả mọi người đều bật mic nên thành ra âm thanh nó lộn xộn hết cả lên. Thì chúng ta xin đọc lại một lần nữa. Okasa panami pande. Maya katang punyang samina anumodita pam. Samina katang punyang mayam data pam. Samina katang punyang mayam data pam. Samina katam bunyang sanusaru numodami okasa doa kaya na satang sabang acayang amatame pande sadu okasa kamami pande okasa kamami pande
Đó là cái sadhu sadhu. Và chúng ta vừa xin sám hối, đảnh lễ và sám hối ngài xe đó. Sadhu sadhu sadhu. Đó là cái tình trạng khi bật zoom, bất cả bật mic lên và nói thì âm thanh nó rất là chỏ nhau. Và chúng ta xin sám hối với Samovipande phiên dịch. Lokasa kamvanami pande. Maya katang punyang samina anumodita bang. Sadhu sadhu anumodami. Samina katang punyang mayang data bang. Sadhu sadhu anumodami. Okasa doyatayena katang sabbang achayang kamatame pande. Sadhu okasa kamami pande. Sadhu sadhu sadhu. Và chúng ta sẽ thỉnh xe đó dẫn dắt chúng ta nguyện và hồi hướng phước, chia phước và tất cả là chúng ta có thể. Chúng ta có thể làm lễ, làm cái nghi thức. Eta vata chami sambadang punya sambadang sabi dewa numodandu sabi buddha numodandu sabi sada numodandu sabi sambadi siddhya idam me nyajunena hodu sukhita hontu nyadayo idam me nyajunena hodu sukhita hontu nyadayo idam me nyajunena hodu sukhita hontu nyadayo idam me punyam asavakaya vaham hodu idam me punyam nibbanasa vajayo hodu mama punya bhagam sapa satanam bhajemi te sabe me samam punya bhagam labandu sadhu 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 sadhu. Thank you, Sado and Interpreter Bhante. Thank you, Sare Santi, all the hosts, good leaders, volunteers, kapiyas, and devotees who help to organize and support these events. Hỗ trợ cho chương trình we will upload all the news in our YouTube channel, Facebook, tất cả and website. Kindly take time to revise these topics before trên we start YouTube, new Facebook series of website next year. Và chúng ta chờ đến năm sau, Sado sẽ giảng tiếp và chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào tháng 1 năm sau. Mong tất cả được hạnh phúc, an vui, được an toàn. Sadhu, sadhu, sadhu.